Ga là nhiên liệu đun nấu được nhiều hộ gia đình sử dụng, tuy nhiên không phải ai cũng biết và tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dùng, bất cẩn trong sử dụng ga cũng như ý thức về phòng chống cháy nổ còn hạn chế. Hà Nội hiện đang tồn tại nhiều chung cư cũ như thế này. Nhiều hộ gia đình đang phải sinh hoạt trong những căn phòng chật chội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy. Bếp ga là một trong những thiết bị nhà bếp được phần lớn người dân ở thành phố sử dụng từ lâu, nhưng không phải ai cũng biết cách vận hành đúng cách. Và gia đình ông Nguyễn Duy ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình là một ví dụ như vậy. Chỉ đến khi được cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến tận nhà tuyên truyền và hỗ trợ kiến thức về an toàn phòng cháy thì ông mới biết rõ. Từ trước đến nay thì đúng là gia đình cũng chưa vận hành đúng cách mà vẫn cứ đun xong là vẫn cứ không khóa cái van bình ga và vẫn cứ để nguyên như thế để ngày mai thì lại bật tiếp, như thế là không an toàn. Chúng tôi muốn là cái công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn. Thế thì đối với hệ thống ga trong từng gia đình thì chúng tôi cũng khuyến cáo là thứ nhất là phải lắp đặt toàn bộ cái hệ thống ga trong gia đình nhà mình làm sao đảm bảo đúng quy cách. Cái thứ hai nữa là trong quá trình sử dụng thì phải tuân thủ tuyệt đối các quy tắc về an toàn phòng cháy trong sử dụng ga và không cắt ga, đóng van khi không sử dụng. Theo các chuyên gia, van bình bị hở, vỏ bình bị thủng hay ống dẫn ga bị thủng đứt do chuột cắn đều là những nguyên nhân có thể biến bình ga trở thành trái bom trong nhà bếp. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra vệ sinh bếp ga cũng như trang bị những kỹ năng an toàn khi sử dụng là hết sức cần thiết. Trước kia thì tuyên truyền nhiều, thế nhưng mà nó không có thực tế. Nhưng mà đợt này thì các đồng chí xuống phòng cháy chữa cháy xuống là coi như trực tiếp vừa làm xong bắt đầu tha tác cho bà con xuống, thì coi như là bà con thấy được cái lợi ích của cái vấn đề của phòng cháy chữa cháy. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an, 7 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 2.364 vụ cháy, làm hơn 60 người chết, 95 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1.173 tỷ đồng. Riêng tại Hà Nội đã xảy ra hơn 440 vụ cháy, trong đó có gần 19 vụ cháy lớn, 17 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng. Thì có rất nhiều cái nguyên nhân, trong đó thì có cả cái nguyên nhân do sử dụng khí ga. Khí ga là khí có thể sử dụng trong sản xuất, kinh doanh và trong tiêu dùng phục vụ dân sinh. Đây là cái mặt hàng xếp vào loại nguy hiểm cháy nổ. Nếu như người dân không chấp hành đầy đủ các cái quy định về sử dụng cái khí ga này thì cái nguy cơ xảy ra cháy nổ gây chết người là sẽ xảy ra. Và trong thực tế thì đã xảy ra một số cái vụ nổ khí ga ở trong các cái hộ dân là gây chết người rồi. Trước cái tình hình như vậy thì chúng tôi đã xác định cái việc mà phải phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy cho người dân và những đơn vị sử dụng khí ga này, các cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo an toàn cháy nổ trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cũng như sử dụng ga trong các gia đình, nhà hàng là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh và người dân cần chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho chính mình cũng như cộng đồng.